tôi coi lúc mà phước ở dưới đó là bà con dưới đây ta giải đành đạch luôn, ta thương quá, người ta quý quá. Có con nhỏ bé Diễm đẹp phá cháy nồi góc nhà, đẹp phá cháy nồi góc nhà. Mẹ nó nói là em chưa có người yêu mà em thấy anh Phước cái rồi em sót đứt từng đoạn thuộc mông kìa trời, cái mông em còn chút liêm sỉ nào không mà coi nè, cái người mà nên xuống nước đó là